Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Danh Long GB Cuộc Sống Tại Nhật Bản. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cảnh quay ngắm tuyết từ trên tàu cao tốc của Nhật. Mời các bạn hãy cùng ủng hộ cho kênh và dõi theo các video tiếp theo nhé. Xin mời mọi người hãy chiêm ngưỡng bên trong của tàu cao tốc tại Nhật Bản. Rất là tiện nghi, sang trọng và tốc độ cũng rất là nhanh. Xin mời mọi người hãy quan sát một số cảnh quan bên trong tàu này. Tuyết rơi rất là dày, phủ trắng hết cánh đồng. Xung quanh toàn tuyết là tuyết thôi. Ở trên các đỉnh núi phía xa, nhìn phía xa đỉnh núi cũng trắng xóa luôn, rất là nhiều tuyết dày đặc và cản trở rất nhiều trong việc đi lại, và lạnh, thời tiết rất là lạnh. Mọi người hãy quan sát qua cửa sổ này, rất là nhiều tuyết phủ khắp nơi luôn. Đây là cái tốc độ của tàu đang đi rất là nhanh, nhưng mà cảnh quay nó cũng không được đẹp lắm. Bây giờ là mùa đông cho nên là lạnh, khắp cánh đồng này. Trên các cánh đồng nó tuyết nó rất là lạnh này, phủ trắng xóa luôn. Và bây giờ tôi thực hiện một số cảnh quay chậm để mọi người sẽ chiêm ngưỡng và ngắm được rõ hơn một số cảnh quay.
Thank you.